đến với channel Cô Ba Nhỏ. Hôm nay mình lại làm thêm một cái video nữa về những từ mà người Việt mình hay phát âm sai nha. Mình muốn nhắc lại cái chữ này vì cái chữ này mình thấy nhiều người đọc sai. Mà mỗi lần mình nghe mình thấy ước gì mình có thể nói với người đó là nên đọc phát âm như vậy cho đúng. Cái chữ comment là để lại lời nhắn đó. Khi mà mình ở trên Facebook hay là ở YouTube, mình muốn để lại cái lời nhắn ở dưới, hay là mình muốn nhận xét gì về ai đó hay cái gì đó, thì mình nói là comment, chứ không phải là comment, cũng không phải là comment, không, nó là comment. Ok, chữ đó là mình vừa rồi video nào đó mình đã có nói với chữ đó rồi. Ok, chữ thứ hai nè, stress là mình bị stress quá đó, mình không đầu óc mình không có thảnh thơi, mình cảm thấy stress là stress. Có một từ nữa nghe giống như vậy nhưng mà rất là khác là stretch. Mọi người biết stretch là gì không? Stretch là mình làm giãn ra, ví dụ như cái áo thun này mình stretch ra, hay là sợi dây thun mình stretch ra. Stretch là làm giãn, làm cho nó bự ra. Còn stress là mình bị stress. Ok, hai chữ này cũng giống nhau nè, nhưng mà nhiều người viết lẫn lộn nhau. Chữ apply và chữ offline. Chữ apply, ok, ví dụ như mình nộp đơn thì mình apply cái application của mình, là mình nộp đơn ha. Hay là mình dán cái gì vào cái gì đó thì mình apply. Ví dụ như là mình có một cái loại kem gì mình xịt vô da đi, hay là kem chống nắng hay cái kem gì đi, là mình apply cái thứ đó vào mặt của mình, là apply là bỏ lên, dán lên. Còn chữ offline có nghĩa là không có online. Ví dụ như là mình online, mình on Facebook, mình on cái này, mình on kia, thì cái đó là offline. Nếu mà mình không có on là mình offline. Hay là nhiều khi ở trong cái meeting, ở trong cuộc họp, thì mình có thể discuss, mình có thể nói chuyện với nhau về những vấn đề gì đó, mà có khi có những cái vấn đề khác nó mình cần nói thêm về vấn đề đó, mà bây giờ cuộc họp của mình không có đủ thời gian, thì mình sẽ hẹn offline để nói chuyện cái vấn đề đó mình mới mình cần discuss á, mà mình không có thời gian á, thì mình sẽ set time offline để mình discuss cái đó, thì cái đó là offline. Còn apply là nộp đơn hay là bỏ cái gì lên là apply. Ok, thì hôm nay mình có 5 từ: comment. Mọi người nhớ giùm mình chữ comment nha. Ai mà xem video này thì nhớ là phải nói cái chữ comment cho đúng nha. Comment không phải là comment, không phải là comment, mà là comment. Stress là tôi bị stress quá. Đừng bao giờ nói stress nữa. Stress là người ta nói giỡn vậy thôi, nhưng mà cái chữ đó là stress. Còn kéo giãn ra là stretch. Và apply là nộp đơn, hay là apply cái gì đó lên da của mình, hay là dán cái gì đó lên đâu đó là apply. Còn offline có nghĩa là chuyện bên lề đó, qua một bên, hay là không có online là lúc đó là mình on Facebook hay là mình on Yahoo Messenger, mình chat với người ta, mà mình không có online nữa là mình offline. Ok, video ngắn gọn. Ai chưa subscribe vào channel của mình thì nhớ subscribe nhé, để khi mà mình có video mới thì nó sẽ gửi thông báo đến cho mọi người. Và mình sẽ cố gắng làm thêm những video tiếng Anh cho mọi người nào mà có gần sắp qua Mỹ, hay là cần học thêm tiếng Anh, hay là cần ôn lại tiếng Anh, thì sẽ giúp ích được cho mọi người nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye.